Ngày sao gạo tới rồi vậy? Cho mình đi tới nước ngoài luôn đó cho mình hay. Cho mình đi tới nước ngoài luôn đó. Tới Mỹ luôn đó. Đi tới Mỹ luôn đó. Ba cũng đi đường ngoài rồi đó. Cái này gì nữa. Đang ở Mỹ. Em gửi cho ai chủ hôm nay này bao cà phê mấy anh á. Là chung hết luôn nha. Chị cho em cảm ơn. Cho chung hết luôn mấy anh nãy giờ khiêng á, mua cà phê uống. Rồi cảm ơn nhiều nha. Dạ. Dạ. Bán gạo rẻ rồi được rồi. Trang xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh Khói Bếp Miền Tây nha. Hôm nay một ngày tiếp theo trong công tác thiện nguyện và Trang được có cơ hội đồng hành cùng với quý mạnh thường quân để phát những cái phần gạo cho bà con trong cái giai đoạn dịch bệnh này. Thì đây là Trang đã chuẩn bị sẵn 1,5 tấn gạo, là 1.500 kg gạo thay mặt cho cô Tâm Vũ ở Mỹ. Cô có gửi về số tiền là 1.000 đô Mỹ tương đương với là 22.670.000 đồng. Thì con xin phép thay mặt cô để trao những cái phần quà này. Mỗi phần quà thì trị giá là 20 kg gạo. Cái giá hiện tại con mua ở thời điểm này, ngày 8 tháng 10 năm 2021, 10 kg gạo là 140.000 đồng. Mỗi một phần một người nhận á, là thay vì lúc trước con có tặng kèm thêm là nhu yếu phẩm như nước mắm, dầu ăn, đường cát, thì bây giờ con chỉ thay vào đó là nhận đúng 20 kg gạo. Mỗi phần quà trị giá là 280.000 đồng. Thì trước tiên cho phép con gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến với cô Tâm Vũ ở Mỹ, cũng như quý ông bà, quý cô chú, quý mạnh thường quân đã cùng ủng hộ và đồng hành cùng kênh YouTube Khói Bếp Miền Tây trong công tác thiện nguyện. Con kính chúc sức khỏe cô cũng như gia đình và tất cả quý ông bà, quý mạnh thường quân, quý khán thính giả bình an vượt qua dịch bệnh và cùng chung tay góp sức
để đẩy lùi cái dịch bệnh này đi, nhà nhà ấm no, nhà nhà hạnh phúc. Con sẽ cố gắng đi tìm những hoàn cảnh thật sự thích hợp để chia sẻ với bà con ở quê mình. Thì con rất là biết ơn và trân trọng tấm lòng cao quý của quý ông bà cô chú anh chị. Thì do là ở địa phương con thì vừa có cái đợt chính quyền cũng hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh thật sự khó khăn, những hoàn cảnh có hộ nghèo, nên là những cái phần quà này con sẽ cố gắng đi tìm đến thích hợp những cái hoàn cảnh mà do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, những hoàn cảnh nó không nằm trong danh sách hộ nghèo, vì hộ nghèo thì đã có địa phương giúp đỡ, và con thì sẽ tìm đến những cái hoàn cảnh tạm gọi là khó khăn trong cái giai đoạn này. Thì con chia sẻ mong ông bà cô chú anh chị các bạn xa cũng đồng tình với việc làm của con trong cái công tác thiện nguyện. Và bây giờ thì con chuẩn bị để mà làm hết những cái công việc ngày hôm nay là ra gạo, và ngày mai con sẽ bắt đầu phát. Kính chúc sức khỏe với ông bà. Nếu mà con có làm điều chi sơ sót thì mong ông bà cô chú anh chị các bạn bỏ qua và góp ý cho con nha. Ở đây con mới chuẩn bị về, nãy giờ con cũng chưa kiểm nữa. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 bao, mỗi bao như vậy là 50kg. Thì một chút nữa thì cô chú bán gạo thì sẽ lại chia ra phụ với gia đình con, là cả tất cả mọi người đều chia ra mỗi một bao nhẹ 20kg. Thì cái gạo này là gạo Sóc Miên Summer. Do cái lúc mà lúc cao điểm thì con mua cái giá bởi hổm là 14.500 một ký, nhưng mà hôm nay thì cái thị trường gạo nó đang dịu xuống thì giá gạo bữa nay là 14.000, nó giảm được 500 đồng. Thì gạo này là gạo loại ngon á, Sóc Miên Summer là gạo ngon, khô cơm, hạt cơm rất là dễ ăn, không có bị nhão hay gì chứ, rất là dễ nấu luôn không bà cô chú. Bao này dày này gì tiền? Bao này mua nhiêu cái? 2.000 mấy. Dày, bao này đi nó đỡ lo nè. Dạ, này được không? Dạ, này ai ăn cũng khen chứ. Dạ, ai cũng khen chứ. Giờ giá nó bình ổn rồi hả gì? Đợt đầu đó gộ quá, cái người ta mua nhiều á. Dạ. Dạ đúng rồi, chỉ có gạo là nó giá nó ổn rồi, tại với lại Việt Nam mình gạo nhiều mà, Việt Nam mình đâu có thiếu gạo. Gạo, gạo đẹp ghê. Gạo này con chịu nước gì biết không gì tì. Bởi hổm con để cả 2 tháng vậy, y sinh này. Không bị mốc, không bị mọt, không bị gì hết. Dạ đúng rồi. Gạo rất là đẹp luôn quý vị. Dạ, gạo này bởi hổm con đi đóng cửa 2 tháng. Về rồi vẫn y sinh hết. Chỉ có cái chuột thôi chứ. Gạo này rất là ngon luôn á. Sáng giờ lụm được nhiều chưa? Dạ, lụm nó được 2 bao nè. Rồi 2 bao đó bán được chừng nhiêu? Có 3.500 một ký. 3.500 một ký ha. Thôi ngày mai trước mắt là chị ra chị nhận gạo ha. Tầm khoảng em phát từ 9 giờ cho tới chiều. Chị ra giờ nào cũng được hết á. Rồi vậy đi, em tặng chị một phần gạo. Là mới phát vừa ngày qua hôm kia gì đó. Bữa nay em thấy chị đi ngang em tặng. Rồi. Đi về đi con. Dạ dạ không có gì chị. Nhóc nhỏ trời nắng đi nè. Đi ở ngoài dưỡng cho. Dạ. Trời ơi khổ. Chắc mời chích tiền quỷ sao gì đó bác. Trời nắng vậy đó quý vị. Đạp xe.
nặng dữ không nha. Này có em trai, nhóc chân em trai ra phụ. Bé Quy, Quy cao lãnh. Quy ơi, chào ông bà cô chú đi Quy. Quy, chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Quy cao lãnh. Này chỉ ở trong nhà làm thôi hả quý vị ơi. Không có tập trung đông được. Kẹt nhiều chỉ đầu mưa mà còn hư nữa hả cậu? À ở giờ giờ đó. Đây là em trai Trang cái gì? Quy cao lãnh. Quy ơi, thường ngày là cưng quay cho chị đúng không? Bữa nay chị cho cưng làm, chị quay tất cả những clip mà từ thiện lúc trước có phát gạo là em trai Trang quay hết cái gì? Cái Quy nó quay. Giờ này em Trang lập kênh YouTube mới rồi nên cho em tập trung làm kênh. Kênh gì Quy? Dạ Quy cao lãnh. Quy cao lãnh. Quy nha Quy. Quy. Tay đọc Quy. Quy. Ông bà cô chú có thể xem và góp ý kênh YouTube Huy cao lãnh của em Trang dùm Trang nhé. Mới làm chưa có nhiều kinh nghiệm. Ở dưới nó dính nó trong nhiều lắm. Trời quá hay. Mang đôi dép to mất cự không? Ờ, đôi dép em như cái bà đó, hư đó. 34. Chị mang dép em bé ha. Ờ, bà trả cái bàn này xuống dưới thì bà. Nặng ha tao ha. 50 kg. Nãy thấy người ta khiêng tàu nghiệp á. Mấy bà cụ là đi giờ phải có người trẻ đi theo á. Dạ. Về bến xe đi đây hả? Bến xe đó nó chạy luôn. À, chị chớp vô rồi, chị chớp cái bao vô cái này. Nó lọt được cái này. Rồi, rút. Good job. Trời, tiếng Anh gió. Good job, Quy.
lỡ thêm cái nữa. Để em lỡ bạc cái bào nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà cha nó ngã này nè, đúng rồi. Đi mua bao tới nhà lãnh á, tét 100 mấy nữa. Trăm mấy ngàn là tính ra mấy cái bao? Có nhiều đâu, mua có 200 cái mua luôn. 200 cái. Mua được 200 cái bao à? Tốt quá. Trăm mấy tiền tét cậu? 135 ngàn. 135, mốt còn đi rút tiền cũng 135 nữa đó. Nó vừa không vậy? Chắc thiếu ít á. Đếm lại là đủ hết 75 phần hay gì ha? 75 phần. Hết trơn như đây là 21 triệu ha. Dạ. Thì con chuyển khoản cho dì sau nha. Dạ. Dạ, tại con không có tiền mặt. Rồi con cảm ơn dì nhiều lắm. Con cảm ơn cậu với mấy em luôn. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Vinh. Dạ. Đã ủng hộ dì gì. Vì gì bây giờ người ta mua gạo, người ta mua thiếu không à. Dạ. Ra giờ cái nhờ Mạnh Thường Vinh ủng hộ dùm cái gì bán về cho có lời. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn Mạnh Thường Vinh nhiều lắm. Hoàn cảnh nào mà quá khó khăn mà mua thiếu gì á, dì có thể dì chỉ con. Thì con sẽ tặng giúp người ta. Kiểu như người ta không có tiền người ta mới mua thiếu. Nhiều lắm. Dạ. Người mua nhiều cái lắm, mua gì nhiều cái lắm. Dạ. Để gì chỉ ra đây. Dạ. Ví dụ không có lần này thì có những lần khác con giúp được gì thì con giúp. Rồi. Dạ. Để chỉ cho. Dạ. Giờ bán thiếu quá trời luôn rồi. Dạ. Thì người ta không làm gì được mình dịch nè. Dạ dạ. Mới giúp người ta dạ. Vào giai đoạn đó. Dạ. Thôi, dạ. Rồi con cảm ơn dì cậu với mấy em luôn. Cảm ơn Quy Cao Lãnh luôn. Bé Diệu. Bây giờ thì dạ. Rồi trước nữa cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Đã ủng hộ dùm gì. Dạ. Rồi cảm ơn anh hai chị hai. Dạ. Bé Trang. Dạ dạ đã không có gì. Dạ dạ dạ. Rồi ra chợ bán hết được rồi. Dạ dạ. Rồi có ai quá khó khăn thì dì chỉ cho con giúp đỡ tiếp người ta. Dạ. Rồi vậy đi. Đến đây nè ông bà cô chú anh chị. Cái này là đủ hết 75 phần. Mỗi phần là 20 kg. Tổng cái phần hết trơn 75 phần này là 21 triệu đồng. Mỗi một phần vậy là 280.000 đồng. Gạo Sóc Miên Summer 14.000 đồng một ký. Gạo này gạo ngon thượng hạng luôn á. Gạo này là không có làm giả nhái được. Cái bao của nó chính hãng luôn. Ngày mai thì Trang sẽ tiếp tục để mà phát những cái phần quà này ra cho ông bà cô chú. Thì chúc ông bà cô chú anh chị các bạn nhiều sức khỏe ha. Và đón xem phần tiếp theo. Bây giờ là ngày hôm sau thì Trang tranh thủ Trang trao hết những cái phần quà này đến tay bà con là 75 phần. Tổng cộng giá trị của 75 phần gạo này là 21 triệu đồng. Thì con cảm ơn cô Tâm Vũ ở Mỹ rất là nhiều luôn và kính chúc sức khỏe cô. Bây giờ mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng trao những phần gạo này đến tay bà con trong cái dịp dịch bệnh khó khăn này nha. Rồi bây giờ để lấy cái xe cái. Dạ. Cái này là phần quà của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng gia đình mình ha. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi chị đứng đợi em chút đi. Rồi, đợi con chút nha bà. Cái phần quà này là của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho bà ha. Em ôm giùm bà đi. Dạ. Dạ. Dạ của bà đó bà. Dạ. 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 Rồi. Dạ. Khoan, đợi chút ha, hoàn cảnh nào mà không có trong danh sách thì đứng đợi em. Chị là có ai gọi chị không?
là bao hoàn cảnh này không có không? Một phần gạo này cho chú ha. Rồi. Dạ chú nhận đi. Thấy không? Dạ dạ. Cô bước xích vô đây giùm con nè. Em là Hiến. Em cũng khổ lắm. Nhà cô ở đâu? Ở chỗ chú Hiến Vẹn. Em là em dâu của chị Kiều á. Dạ rồi rồi rồi. Đợi con đeo cái bút cho cái nha. Con hỏi thăm một xíu thôi chứ không có gì, bình tĩnh thôi. Dạ. Dạ. Gia đình mình mấy người? Dạ gia đình của con là cuốn sổ này nè, nhưng mà mẹ già rồi, con ở riêng. Con dạ. Là vợ của chú Dũng nhưng mà con ở cái tròi. Dạ 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 rồi rồi, con biết chú Dũng rồi, chú Dũng mà bị bệnh về thần kinh đúng không? Dạ. Dạ. Rồi, bữa nay con thay mặt cô Tâm ha, con gửi cho cô một cái phần gạo này ha. Dạ con cảm. Dạ dạ. Rồi sao bưng về được? Con lại đây con kêu người chở về nhà của con. Không dạ. Biết. Rồi rồi. Sau này có thể có điều kiện em xuống nhà chị đó. Dạ. Rồi ha. Em tên rồi. Là Hiếu. Dạ dạ, chị Hiếu. Rồi em biết rồi. Em xin là cái mít đi rồi chị nhờ ai bưng gạo giùm chị đi ha, em tặng chị á. Dạ dạ không không không. Đừng đừng đừng, đứng vậy đi. Sau này em tìm chị đó. Em cũng nghe nhiều rồi mà em không có biết. Chị. Dạ dạ. Dạ, con có người chở cái bạch đây con đến. Chị có thể á, nếu mà chị không gấp nha. Chị qua bên đây đi, chị đợi em đi một chút em. Em nói chuyện với chị một chút nha. Đấy. Cậu Năm ơi. Cậu Năm. Nói gì đó, đúng đợi con chút đi. Hoàn cảnh của mình như thế nào chị có thể trình bày giúp em được không? Dạ, em đi đang làm hộ mà em bị bệnh á, cũng gắng làm nuôi hai đứa con em bị bệnh tim với bị u ở bên bị bú cường giáp á. Chị tên gì, ở đâu chị biết? Em xã Tân Hội Trung là. Tân Hội Trung hả? Rồi ai chỉ chị xuống đây? Dạ em đang đi làm đằng này nè. Rồi em thấy đằng này là cho gạo em lại xin cho con em với gia đình ăn. Hiện tại là ai là người lao động chính? Dạ ông xã. Ông xã. Dạ. Chị em thì... với ông xã đi làm phụ hồ ha. Dạ. Em bị sốc nhiệt tiểu đệm á. Dạ. Cũng gắng đi làm. Dạ. Mà em đưa đơn với xã em mấy lần mà nó không có giúp đỡ. Dạ. Rồi nó trường hợp của chị cũng bước qua một bên luôn đi. Dạ. Trước mắt là em gửi tặng thay mặt cô Tâm gửi tặng chị một phần gạo ha. Dạ em cảm ơn. Rồi. Chị cho em mượn cái mít là chị đứng chị đợi em chút đi. Rồi chị ơi chị bước qua đây giùm em đi. Cho phép em đeo cái mic này vô. Dạ, rồi, hoàn cảnh của chị như thế nào em biết được không? Là em đang nuôi hai con nhỏ. Hai con nhỏ? Mà chồng em là lao động chính. Dạ. Mà ổng, bữa ổng sửa mấy nhé trời. Dạ. Xong bị tí. Dạ. Bỡ xương gối. Dạ. Cách đây 2 tháng rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa có đi làm được. Dạ. Thôi đừng có khóc. Chị bình tĩnh đi, có duyên lắm thì em mới biết được chị đó. Và có thể em sẽ tìm đến nhà và giúp đỡ dạ. Chị nhiều hơn. Ông bị tới bây giờ nói chung á, nếu mà cuộc sống mà không có mùa Covid á thì cũng không đến nỗi là dạ. Khó khăn. Tại là em cũng bán hàng online dạ. Nhưng mà giống như là trong thời gian đó nhiều chuyện nó ập quá dạ. Rồi mình nuôi hai đứa con nhỏ nữa nên là em mới bán hàng được nè, em đang đi giao hàng nè. Thì em thấy chị, em đang đi giao hàng thì em thấy chị cho gạo thì em dạ. Tính xin một phần gạo để mình giống như là mình qua ngày thôi. Dạ dạ. Chứ nếu mà cuộc sống mà trở lại đi giao hàng được thì em bán hàng được thì dạ. Cuộc sống cũng sẽ rồi bây giờ được. chị cho em cái số điện thoại của chị dạ. Địa chỉ cụ thể của chị hiện dạ. Tại chị đang sống ở đâu? Em sống ở ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Tây. Bình Hàng Tây ha dạ. Chị một chút chị để lại cái số điện thoại cho em ha. Giờ em đọc luôn được không hay là phải ghi rồi? Dạ phải ghi. Mẹ để mẹ ghi số điện thoại của chị rồi giùm con. Rồi trước mắt thì chị tên gì chị? Mỹ Hạnh chị. Mỹ Hạnh, con bao nhiêu tuổi hết rồi? Mấy đứa nhóc bé lớn thì là được, thằng cu lớn thì được gần 5 tuổi rồi. Dạ. Bé lớn, bé nhỏ thì được 16 tháng mấy á chị. Dạ. Thì ổng té như vậy thì cũng mượn tiền để xây sở thôi. Rồi, trước mắt thì em thay mặt cô Tâm đã tặng cho chị một cái phần gạo ha. Và em cũng trích trong cái số quỹ từ thiện trong kênh YouTube Khói Bếp Miền Tây của ông bà cô chú đã từng gửi về á. Em gửi cho chị 1 triệu làm vốn ha. Chị đừng khóc. Em sẽ cố gắng tìm hiểu về hoàn cảnh của chị. Và ở đây là 1 triệu đồng em gửi chị ha. Dạ. Rồi chị cứ nhận đi. Dạ em đi hả chị? Dạ. Rồi em có thể em xin lại cái nét. Cảm ơn chị. Cảm
Dạ, rồi cố gắng lên chị ơi. Rồi cái này là thay mặt cho cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho gia đình con ha. Rồi con nhận đi. Đó không con? Con nhận cho ai? Cho con hả? Là chị là mẹ bé hả? Là hoàn cảnh của bé làm sao chị? Là ở với mợ với cậu ngoài chứ không có cậu mợ. Dạ, rồi rồi. Ở cậu mợ đó. Ba mẹ bé đâu? Mẹ nó có bầu hả? Mẹ nó xanh ha. À. Sao con bưng nổi? Dạ dạ, rồi nhận về giùm bé ha. Dạ. Rồi. Em có phần đó. Dạ. Rồi, cái này phần quà của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cô ha. Dạ, cô nhận đi. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, chị chưa bước vô mẹ em ha. Dạ, bước vô từng người giùm con đi. Chị bước, xích qua đây nè. Cảm ơn chú ạ. Dạ. Rồi chị ơi, chị tranh thủ hút giùm em nha. Cái này là của ai giới thiệu mình chị? Của em. Là ai giới thiệu chị á? Đúng là ông chồng. Dạ dạ. Kiểu như lòng trình đó thì là trước giờ không có trình tự phần nào hết. Tổ chết cái bé không đi làm. Dạ. Dạ. Hôm nay con đi làm á. Dạ. Mẹ nói chú kêu hôm nay qua lãnh. Dạ. Cảm ơn hết chị nha. Dạ. Rồi chị có nhận gạo không? Chị là của ai giới thiệu? Dạ. Nhưng mà ai giới thiệu chị á? Ai giới thiệu chị á? Không có ai. Vậy là không có. Vậy là chị ơi, không có trong danh sách em tặng được ha. Rồi cô ơi. Dạ cô lại đây giúp con đi. Dạ. Dạ dạ cô lại đây giùm con nha. Hồi nãy cô cho con gạo rồi. Dạ rồi, đúng rồi, cho gạo rồi. Rồi cô bước lên xích ra. Không có làm vậy nữa nghe không? Dạ con biết rồi. Rồi. Bây giờ con thay mặt cho ông bà cô chú gửi dạ. Tiền trong cái quỹ từ thiện Khó Biết Miền Tây á, con gửi cho cô 1 triệu đồng ha. Dạ con cảm ơn cô, con mừng lắm trời. Dạ. Ơi con có tiền sửa nhà rồi. Đây là 1 triệu đồng nè. Dạ con cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Bây giờ mình trang trải cuộc sống nha. Con đi về con mua ton con lợp lại. Đâu có đủ. Kệ đi, con về con mua chừng vài tấm thôi. Quá sức rồi, con dột quá, con hứng hao hao. Cái mở ra đám mưa con đứng ướt mình hết trơn luôn. Con đứng tràn cái đám mưa luôn á. Rồi con leo lên nóc nhà con múc xuống. Là nhà ướt nhẹp hết luôn? Dạ ướt hết, con ngủ mình mãi con bây giờ rẻ dữ lắm. Rẻ sốt dữ lắm, mình con rẻ nhiều lắm. Cô nhìn mình của con nè. Quá sức luôn rồi. Rồi. Rồi, bây giờ tạm thời là cô ha. Cô bưng gạo của cô Tâm về. Và lấy 1 triệu đó đi về ha. Dạ, rồi vậy đi. Thưa cô con về. Dạ. Ơi, cho con mượn cái mic đi. Rồi có điều kiện không có lấy tiền. Rồi khi nào mà có điều kiện á, con sẽ đi tìm hiểu cô. Con cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn về. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Quá đau lòng quý vị ơi. Cái cô gì cho lắm nè. Quá đau lòng hoàn cảnh quý vị. Từ xa rất là thương luôn. Chị bước qua đây mà em đi. Hoàn cảnh của mình lúc nãy chị có thể nhắc lại em được không? Dạ, con em thằng Út nó bị bệnh tim á chị. Dạ. Với nhỏ lớn thì nó bị bú cường giáp, em này bị bú mà bị hốc kỳ tiểu điểm á. Dạ. Em nhờ địa phương nó giúp đỡ cho em mà không có chịu, nó không chịu, nó không dạ. Đỡ. Dạ. Thì ở đây là số tiền mà
cái số tiền 500 ngàn này không phải là con chích quỹ mà là của cô Tâm mua gạo 21 triệu và còn dư lại 500 ngàn nha cô. Dạ. Con xin phép cô Tâm là con gửi hoàn cảnh này giúp cho chị. Dạ. Thì em gửi cho chị là 500 ngàn ha. Dạ. Là tiền của cô Tâm đó. Dạ. Em cảm ơn cô, cảm ơn cô Tâm chứ cảm ơn chú với thím. Dạ. Giúp đỡ cho em. Dạ. Rồi chị dạ. Nhận cái phần gạo đi. Em xin được cái mít. Dạ, nãy em gạo rồi. À, đúng rồi, đúng rồi. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Rồi cái phần quà này là của cô Tâm ở bên Mỹ. Vậy là tôi cảm ơn cô Tâm nhiều sức khỏe. Dạ dạ. Dạ, dạ con gửi cho bà ha. Dạ. Nặng quá. Nói không à. Chứ giờ tôi bị nó mới chặt mà nó yếu. Mới để nhít nhít thế này. Vì bữa nay Trang cũng không có ra ngoài được đi. Cái này của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng ha. Dạ. Rồi cái này của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng anh một phần quà nha. Cảm ơn cô Tâm nè. Dạ. Dịch mà không có đi làm nhà cho ai được hết trơn nha. Chị mấy cháu rồi? Ba đứa. Ba đứa rồi. Dạ đứng giãn cách cho em con nha bà. Rồi cái này là của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho chị ha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn nha cậu. Chị, em gửi cho phần gạo ha. Cái này của cô Tâm ở bên Mỹ á, gửi tặng gia đình mình mùa dịch nha. Dạ. Nặng lắm đó, tôi không nổi mà. Rồi bà ơi, con gửi bà một cái phần gạo này thay mặt cô Tâm ở bên Mỹ ha. Bà nhận đi. Dạ. Chị bưng giùm bà đi. À, em thay mặt cô Tâm ở bên Mỹ để tặng cho mình một phần gạo nha chị. Rồi chị nhận đi. Rồi. Rồi một phần quà này của cô Tâm ở bên Mỹ gửi chú ha. Dạ. Thường ngày chú làm gì sống chú? Thường ngày cũng đi câu lưới lờ lợp vậy. Dạ. Không có gì chứ. Dạ dạ. Thì con gửi thay mặt cô Tâm gửi cho chú phần gạo nha. Cảm ơn cô Tâm nha. Dạ. Dạ cảm ơn. Cái này mình hoàn cảnh của mình sao cô? Dạ ở nhà thì cô ngủ nha cha. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ. Hoàn cảnh của mình nếu mà có quá khó khăn có thể trình bày đây, con có thể đi tìm tới từng nhà con giúp được cái gì con giúp ha. Dạ. Rồi trước mắt là con gửi cô cái phần gạo này đi. Dạ. Dạ chú. Rồi con gửi chú phần gạo ha. Rồi cô, ở đây đây. Nhà mình mấy người cô? Nhà 4 người cô. 4 người ha. Mùa dịch này cô có làm gì được không? Không. Bắt ốc. Dạ. Dạ dạ. Cái này của cô Tâm ở bên Mỹ tặng mình á. Dạ dạ. Cô đứng xích ra đây dùm con. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 54 à. Dạ. Nhà mình làm nghề gì sống cô? Đi giúp việc nhà hả? Rồi mùa rồi có đi đâu được không? Dạ. Có con nhỏ gì không? Dạ. Con cũng còn đi học không cô? Lớp mấy rồi? Dạ. Rồi vậy thôi con thay mặt cô Tâm con gửi cô phần gạo nha. Cô nhận đi. Dạ. Cô lãnh dùm cái bà Bảy
bị tay biếc với một con thùng á. Dạ là con nhận trước. Con nhận trước hai phần của cô ha. Con gửi cho hai bà cụ. Cái này là phần quà của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng hả cô? Vậy là em cảm ơn chị Tâm nha chị Tâm. Dạ. Em cũng lãnh giùm ta. Dạ. Rồi, cái phần này đủ hai phần của cô ha. Dạ. Rồi chị ơi, chị bước vô trong này đi. Chị nhận này cho ai? Mẹ hả? Chị sống một mình với mẹ hả sao? Có ba không? Ba mất hay sao chị? Bao nhiêu tuổi rồi? 18. Đi giúp việc nhà. Mẹ khỏe không chị? Mẹ mang vé số hả? Rồi vậy thôi, em gửi cái phần gạo này để chị nhận đi. Dạ. Dạ dạ. Rồi cô bước xuống trên đây giùm con nha. Con thay mặt cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho cô một phần gạo và ăn trong mùa dịch nha cô. Dạ dạ. Rồi. Rồi một phần quà này của cô Tâm bên Mỹ gửi tặng chú ha. Dạ. Chú là đại diện gia đình chú có mâu thuẫn tâm này. Dạ. Chú chú Hải. Chú sống mấy người ở nhà? Ở nhà tất cả là coi như là ba người chứ hai đứa nít rồi. Dạ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm 42 là 79. Dạ dạ. Rồi con gửi chú phần gạo và ăn mùa dịch nha chú. Dạ, cảm ơn cô Tâm nha. Dạ dạ. Thay mặt cô Tâm con gửi tặng ông một phần gạo nhau. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông? 85 cô. Dạ, ông giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Biết qua hoàn cảnh bệnh đó. Dạ. Bấm cho máu đi đó. Bấm cho máu đi. Đợi tay, đợi ăn ra đi. Dạ. Cô, con thay mặt cô Tâm gửi tặng cô một phần gạo ha. Cảm ơn nha. Bà già mấy tuổi rồi, cô hoài mặt rồi đi lạnh tìm bà. Bà cụ ha. Dạ, bà mấy tuổi rồi, bà nằm chỗ. Dạ. Rồi, con gửi thêm một phần gạo này nha. Dạ. Cảm ơn bà Thường Quân. Dạ. Rồi cô bước vô đi cô. Dạ. Rồi con thay mặt cô Tâm gửi cô ha. Dạ. Rồi chị vô đây đi chị. Dạ. Nhà mình đông người không chị? Dạ cũng đông. Ông là bao nhiêu? Dạ nhà mình là 6 người. Dạ. Có trẻ nhỏ gì không? Dạ có. Có dạ. Thường ngày chị làm gì sống? Dạ em làm vườn. Dạ dạ. Thôi em thay mặt cô Tâm gửi chị một phần gạo ha. Rồi chị nhận đi. Dạ. Dạ bà vô đây bà nhận đi bà. Thường ngày ở nhà mình làm gì sống bà? Con gửi tiền gì chứ không có làm gì sống. Dạ. Thôi con thay mặt cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng bà phần gạo về ăn mùa dịch ha. Dạ, dạ, cô nhận đi. Ship này không? Đấy là ship này đâu, con tin cho. Tiền bánh. Rồi người tiếp theo vô nhận gạo của con ha. Dạ, con gửi cô một phần gạo thôi. Cô nhận đi. Cái này của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng mình nha cô. Cảm ơn cô Tâm. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi con thay mặt cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho cô một phần gạo ăn mùa dịch hả cô? Dạ cô nhận đi. Có ai ôm giùm? Dạ cô ôm giùm đi. Là dì Mai kêu bà ra lãnh đúng không? Dạ kêu đó. Dạ.
Rồi cái này của cô Tâm ở bên Mỹ. Dạ. Gửi tặng cho bà là một phần đúng không bà? Ở riêng là dì Mai cho hai phần phải không? Dạ rồi, rồi chú vô chú nhận con đi. Chú vô chú Vân đi. Làm ơn cũng lặng đi đông người vô nữa. Dạ rồi chú nhận tiếp phần này đi. Ừ. Dạ. Cái này của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho bà. Dạ. Để cảm ơn nha. Dạ. Cái này của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho gia đình mình ăn mùa dịch hả cô? Dạ, cô cảm ơn cô luôn. Dạ. Chú khỏe không con? Cũng mệt, yếu dữ lắm rồi. Yếu hơn lúc con xuống hả? Yếu dữ lắm, ăn cái dịch cho bà. Dạ. Con chó mỏi lên nó xuống đó. Dạ dạ, con gửi lời thăm sức khỏe chú ha. Dạ. Ôi ôi ôi, ngã. Con thay mặt cô Tâm gửi tặng cô phần gạo nha. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ rồi. Về khỏe cô ơi. Dạ. Rồi, con thay mặt cô Tâm ở bên Mỹ gửi cho chú một phần gạo ha. Dạ. Dạ, rồi chú nhận đi. Bưng được không? Cái tay. Có ai bưng giùm dạ. Rồi, ví dụ có điều kiện em tìm hiểu sao ha. Dạ. Cái này con nhận cho ông bà nội hả? Dạ. Rồi, con bước vô đây đi. Này của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho gia đình con một phần gạo ha. Rồi nhận đi con. Đó không? Con muốn cho con nhận phần gạo này đi. Cái này là của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho con nha. Ừ. Mẹ con là mất rồi đúng không? Dạ. Ừ. Giờ con làm gì con sống? Con cũng bán cá dầu dầu. Ừ, gắn lên nha con. Dạ. Rồi con lấy đây. Mẹ bé mới mất cái gì? Chắc lẽ hả? Ai ai nhận tám nhận cái gì? Tám nhận rồi, nhận hết. Bà kia thì già quá chở. Già quá chở đi được, với lại hai chồng thì sao chạy. Chở thêm người nữa thì sao bà? Tám nhận đi, cái này của cô Tâm ở bên Mỹ gửi tặng cho bà con á, tám gửi cho ai vậy? Hai chồng già, tội nghiệp tám đi không được. Dạ. Biết chạy xe luôn. Rồi tóm lấy vô, tóm đưa giùm ta. Rồi cảm ơn về nhiều thay mặt. Dạ. Cảm ơn mạnh đi. Bưng không nổi. Còn hai phần hả? Giải. Dạ. Thường ngày cắt giải hả con? Dạ dạ dạ. Rồi con thay mặt cô Tâm gửi cô phần gạo nha. Dạ cô vô nhận đi. Dạ. Tám còn nhận giùm ai nữa thì vô nhận luôn. Bà lão ở gần nhà. Từ nhà hả? Từ có đi đâu khỏi đâu mà chạy xe không biết chạy xe chỉ là không biết chạy nữa rồi chở bà. Chạy xe chở mới được. Dạ. Đi đâu biết chạy đâu. Dạ. Hết rồi đó. Tạm giùm hai bà này nữa thôi. Ừ, là tám lãnh. Hết rồi ha. Cảm ơn, cảm ơn luôn. Dạ dạ, không có gì đâu, đi phát giùm con đi. Ký nặng dữ trời. 20 kg. Rồi có bác con cảm ơn chú. Rồi cái phần quà này là của cô Tâm ở bên Mỹ gửi chị ha. Dạ. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ, dạ. Dạ. Em thay mặt cô Tâm ở bên Mỹ ha, gửi giúp gia đình mình một phần gạo. Chị nhận đi. Cảm ơn cô Tâm nha. Dạ. Sáng giờ em cứ đợi hoài không thấy chị đi ngang.
toàn lụm da chai. Lụm ha. Lụm da chai cho nó cho chanh nè. Dạ. Cái bé phải thịt quá. Rồi. Ừ. Chừng nhã em nha con. Chị giữ số điện thoại đó ha, có điều kiện em điện chị